Xin chào các đấng mày râu và quý cô trên khắp các dãy núi và thảo nguyên của YouTube. Chào mừng các độc giả yêu xe đến với bài đánh giá chi tiết về chiếc SUV Light Coupe hạng sang Audi Q8 TFSI 55 Quattro. Hãy cùng tìm hiểu về những đặc điểm nổi bật và thông số kỹ thuật đẳng cấp của đứa con cưng này của Audi. Hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu cuộc hành trình đầy hứng khởi và đẳng cấp cùng chiếc Audi Q8 TDI Facelift 2024. Được biến tấu với nhiều cải tiến mới, chiếc SUV hạng sang này hứa hẹn mang lại cho bạn một trải nghiệm lái xe đỉnh cao. Bạn đã sẵn sàng? Let's roll! Ngoại thất có gì hấp dẫn nào? Khi bước đến gặp Audi Q8 TDI Facelift, bạn sẽ bị hút vào ngay từ cái nhìn đầu tiên. Lưới tản nhiệt single frame rộng lớn, đèn pha LED ma trận sắc nét và đèn hậu OLED thời thượng tất cả làm nổi bật vẻ đẹp độc đáo của chiếc xe này. Những chi tiết như húp gió trước và bộ khuếch tán sau thể thao hơn làm cho Audi Q8 TDI trở nên đầy lôi cuốn và tinh tế. Audi Q8 TFSI 55 Quattro không chỉ là một chiếc SUV thông thường, mà còn là biểu tượng của sự độc đáo và phá cách. Với kiểu dáng Light Coupe, chiếc xe này không chỉ thu hút ánh nhìn mà còn đem lại trải nghiệm lái xe đầy mới mẻ. Kích thước lớn với chiều dài 4,986 cm, rộng 2,190 cm và cao 1,705 cm tạo nên một bức tranh hoàn hảo. Điều này kết hợp với chiều dài cơ sở ấn tượng là 3,004 cm, tạo nên sự ổn định và thoải mái trong mọi chuyến đi. Kích thước lớn, chiều dài cơ sở ấn tượng và khả năng chứa hành lý đáng kinh ngạc, Audi Q8 TDI không chỉ là chiếc xe mà là một khoảnh khắc thăng hoa. Với giá xuất phát từ 75.000 USD tại Mỹ, chiếc SUV này là một biểu tượng của sự hòa quyện giữa sang trọng và công nghệ. Nội thất thì sao các bạn của tôi? Nâng tầm trải nghiệm lái xe với nội thất tiên tiến của Audi Q8 TDI. Bảng điều khiển MMI Touch Response mới, màn hình cảm ứng 10.1 inch và hệ thống thông tin giải trí MMI Navigation Plus tất cả như một bản nhạc hoàn hảo. Ghế bọc da Napa cao cấp và hệ thống điều hòa tự động 4 vùng làm cho mỗi hành trình trở nên thoải mái và tiện ích. Động cơ và hiệu suất là vấn đề các đấng mày râu quan tâm. Và giờ là thời điểm chúng ta chạm vào trái tim của Audi Q8 TDI, động cơ diesel V6 3.0 lít với công suất khủng là 286 mã lực và mô men xoắn đầy uy lực, làm cho mọi chuyến đi trở nên hứng khởi và mạnh mẽ. Hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh Quattro đảm bảo sự linh hoạt và ổn định trên mọi địa hình. Còn bản Q8 của Audi Việt Nam đang phân phối, chúng ta cũng đã chìm đắm trong động cơ V6 phun xăng trực tiếp kết hợp với công nghệ MyHybrid 48V MSEV. Audi Q8 TFSI 55 Quattro đưa bạn đến một cấp độ hiệu suất mới. Công suất cực đại 340 mã lực và mô men xoắn 500 Nm tại 1.370-4.500 vòng 1 phút làm cho mỗi chuyến đi trở nên hứng khởi. Hộp số tự động 8 cấp Tiptronic và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian Quattro biến mỗi chuyến đi thành một trải nghiệm mượt mà và ổn định. Tăng tốc từ 0 đến 100 km/h chỉ trong 5.9 giây và đạt tốc độ tối đa 250 km/h là cam kết cho một hành trình đỉnh cao. Vậy là chúng ta đã cùng nhau bước chân vào thế giới của Audi Q8 TDI Facelift 2023, nơi sự đẳng cấp gặp gỡ với sự tiện nghi. Đừng quên nhấn nút đăng ký để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất từ thế giới xe hơi. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi. Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Bây giờ, hãy cùng đắm chìm trong vẻ đẹp và hiệu suất của Audi Q8 TDI. Cheers!